Chào mọi người nhé, em có một cây tiễn ràng lưỡi này coi 20, 40, 60, 70 lưỡi đơn này, nó không có cái máng nha. Cái máng này mọi người tìm cái máng bãi mua đến vào. Con này là như là con mấy xu mọi người, này là con mấy xu mắc cái tên dự dáng này giống con mấy xu. Chế hai kim nha mọi người, chế hai kim rồi xanh đồ tính xanh thôi rất là nhanh. Con này công suất rất là cao này, này chắc 34 ly quá. Con này xả cho mọi người nha, này để cho 550 nha mọi người ha, 550 nghìn không bao ship nha. Đó, đầu máy này thấy đủ luôn nè, bên xem rất là đẹp này, giống như con su mà tại nó mắc tem, 550 nghìn nha mọi người, không bao ship. Còn 1-2 cây rồi em xả cho nó hết rồi, hết rồi mọi người, 550 nghìn nha, không bao phí.